nàng kỹ nữ đẹp nhất Trung Hoa khiến hoàng đế đánh mất Giang Sơn. Câu chuyện tình với nội dung đặc biệt, được người đời lưu truyền nhiều nhất trong lịch sử Trung Hoa chính là mối lương duyên vừa bi kịch, song cũng không kém phần lãng mạn giữa vua Tống Huy Tông Triệu Cát và kỹ nữ Lý Sư Sư. Mỹ nhân này được dạy bù cầm, kỳ, thi họa lại sở hữu khuôn mặt thanh tú nên nhanh chóng nổi tiếng khắp kinh thành. Tương truyền, Tống Huy Tông Triệu Cát đã tặng Lý Sư Sư rất nhiều vàng bạc châu báu để bày tỏ lòng thành của mình. Sau đó, ông lén phong kỹ nữ lừng danh làm quý phi nhưng vẫn để nàng sống ở Lầu Xanh. Đồng thời, nhà vua còn sai quân lính đào một đường hầm nối từ nội cung đến nơi nghỉ ngơi của mỹ nhân, ngụy trang bằng các căn phòng nối tiếp nhau để tiện bề gặp gỡ người tình trong mộng.